lôi anh em nhá. Đây, hôm nay em lên hình cho các anh em họ Mi này, rất là đẹp luôn. Đấy, em chim này chơi được với người các anh nhá. Đuôi xòe chơi cánh đẹp, cực kỳ đẹp, mở ra nhá. Này các anh nhìn này. Rồi, cho bác xem nhá. Anh em thấy đẳng cấp chưa? Cầm tay chơi thoải mái luôn các bác nhá. Chơi cánh đuôi xòe đẹp. Đấy, mở nốt ra. Một tay mở hơi khó đấy các bác thông cảm. Mở vải là chơi luôn các bác nhá. Chìm rất là đẹp luôn này, các bác nhìn này. Một tay này, anh em nhìn này. Đánh mầm luôn này. Đấy, rất vip luôn. Anh em thấy đẳng cấp không? Rất đẹp luôn anh em nhá. Chim thuần chơi được với người các bác nha, rất là vip, đẳng cấp luôn. Anh em thấy hay không? Anh em nào kết em này nhá, mang về chơi rất là hay.